Tập 19. Chị Bích Lan, đi đâu vậy? Đến nhà chị. Nhà chị. Nhà chị to thật. Má nhầm. Má nhầm, là tôi đây. Cô là đại tiểu thư. Cô chưa chết sao? Sao tôi lại chết được? Lão gia và phu nhân đều ở nhà chứ? Họ vẫn khỏe chứ? Có, đều ở nhà. Mau vào đi, đi thôi. Đi. Lão gia phu nhân, đại tiểu thư về rồi. Cha. Mẹ. Con gái. Mẹ. Con gái của mẹ. Con là Bích Lan. Là con. Con là Bích Lan. Con chưa chết. Con vẫn khỏe đó thôi. Con gái của cha. Con gái à. Cha đợi con lâu quá. Con gái à. Tiểu Lạc Tiêu, lại đây. Cha mẹ, đây là cậu em trai con nhận trên đường. Cậu ấy tên là Tiểu Lạc Tiêu. Em mau gọi cha mẹ đi. Cha. Mẹ. Được, được. Mau ngồi đi, ngồi đi. Thật không ngờ Khổng Cát Thần là loại người như vậy. Cha nhìn nhầm hắn rồi. Cha. Ta không chỉ nhìn nhầm Khổng Cát Thần, Khổng Đình Đống, mà còn nhìn nhầm Mạnh Dương Tiêu, Quả Phượng Hoàng. Con về là tốt rồi. Nhà họ Khổng gửi thư trả lời nói con bị thổ phỉ bắt cóc để thủ tiết nên đã tự sát. Đã được an táng ở mộ tổ của nhà họ Khổng. Vì đường xá xa xôi, cha cũng không đi xem sao. Cha. Đứa con gái số khổ của mẹ. Mẹ, mẹ đừng khóc. Con về có dự định gì không? Cha thấy con đi dạy học thì hơn. Cha vẫn là chủ tịch của trường. Cha đi nói chuyện với hiệu trưởng. Ngày mai con đi dạy học tiếp. Cha. Con không về trường đâu. Con quyết định rồi. Con muốn đi. Đi đâu? Núi Phượng Hoàng. Đến núi Phượng Hoàng. Con điên rồi. Cha, mẹ, con không điên. Con đã quyết định rồi. Bây giờ con đã là thổ phỉ. Con không thể trở về như trước nữa. Cha mẹ biết không, thổ phỉ núi Phượng Hoàng là thổ phỉ chuyên đánh Nhật. Bây giờ họ là đội quân độc lập kháng Nhật. Mẹ, thời gian con vắng mặt, con đã hiểu ra một điều. Người Trung Quốc chúng ta, nếu không đuổi người Nhật đi, thì người Trung Quốc sẽ không có đường sống. Cha, mẹ, con không chỉ muốn lên núi Phượng Hoàng một mình, con muốn dẫn cha mẹ đi cùng. Con muốn mở một trường học trên núi Phượng Hoàng. Cha, cha là nhà giáo. Con muốn nhờ cha giúp con. Con nằm mơ sao? Con không nằm mơ. Những điều con nói đều xuất phát từ nội tâm. Con hy vọng cha mẹ giúp con tin tưởng con gái một lần. Con gái đưa ra quyết định này đều là vì tương lai dân tộc của chúng ta. Cha tin con. Cha chỉ có đứa con gái là con. Sống hay chết, ta đều ở bên nhau. Cha. Tôi nói cậu biết. Hiệu trưởng Tân, lớp của anh sao không nói về sự giúp đỡ của người Nhật chúng tôi? Tôi không biết Nhật Bản giúp đỡ gì cho Trung Quốc. Tôi chỉ biết từ xưa tới nay luôn là Trung Quốc giúp đỡ Nhật Bản. Sao? Anh lẽ nào muốn tôi nói về chuyện Nhật Bản xâm lược Trung Quốc?
Khốn kiếp, anh dám tuyên truyền phản Nhật, lương tâm anh nát bét hết rồi. Anh không cần kích động thế, tôi chỉ đang nói về chân tướng của lịch sử. Anh đừng nói nữa, anh nghiêm túc kiểm điểm lại cho tôi. Nếu không, anh khỏi làm hiệu trưởng nữa. Vào đi. Anh Mạc, sao anh lại rảnh rỗi đến chỗ tôi thế? Anh uống một mình à? Trong lòng sầu não, không biết giải bày đi đâu. Dù hiện càng khôn, nhật nguyệt sáng tỏ. Anh Mạc đến chỗ tôi, ắt hẳn có chuyện gì đó phải chứ? Tôi không tới một mình. Bích Lan, vào đi con. Hiệu trưởng Tân. Bích Lan, là em sao? Là em. Không phải em. Không phải anh nói em ấy. Nói ra dài lắm. Mời ngồi. Đây. Nhà đầu, nơi này rộng lớn thật. Gia đây chưa từng đến nơi nào lớn như vậy. Chị không được luôn miệng xưng mình là gia. Nếu bị ai nghe thấy, gia đây nhất thời không sửa được. Phó tư lệnh, sắp xếp sao rồi? Đã bố trí xong rồi à? Phó tư lệnh, nghe theo yêu cầu của cô, chúng tôi tìm được một gia đình máu mặt. Con gái nhà đó khá được. Được, gia đây đích thân khảo sát. Phó tư lệnh, cô tìm họ làm gì chứ? Không nên hỏi thì cậu đừng hỏi. Dân. Các bạn học sinh, người Nhật không những giết nước ta, giết dân tộc ta, còn muốn giết văn hóa Trung Hoa ta. Một đất nước lớn như vậy lại không thể tự ý giảng dạy. Sự hưng vong của đất nước ai cũng có nghĩa vụ. Không muốn làm học sinh của Trung Quốc thì hãy theo tôi. Các em, mọi người cũng nghe thấy hết rồi. Giờ người Nhật đang phát triển giảng dạy chủ nghĩa đế quốc ở trường ta. Chúng muốn lật đổ ta từ văn hóa. Thậm chí không cần tới thủ đoạn mạnh bạo. Tôi đã nghĩ kỹ rồi. Theo em Mạc Bích Lan lên núi kháng Nhật. Lên núi? Chúng em không biết đánh trận thì làm được gì à? Phải, kháng Nhật. Không phải chỉ cần đánh trận, còn cần có văn hóa và kiến thức. Chúng ta có thể dùng kiến thức của mình hỗ trợ kháng Nhật. Phải rồi, em định mở một trường học trên núi Phượng Hoàng. Mở trường học? Phải, phát triển dân trí cũng là một kiểu kháng Nhật. Anh Mạc không những là chủ tịch của trường ta, còn là nhà tư bản công nghiệp nổi tiếng để gom góp kinh phí dạy học. Anh ấy đã bán đi mọi gia sản, chính anh ấy cũng sẽ lên núi Phượng Hoàng. Tôi đã già, tay trói gà cũng không chặt. Nhưng về dạy học thì tôi cũng hiểu chút ít. Người xưa từng hiến toàn bộ gia sản ra giúp nước. Tôi cũng bằng lòng dứt bỏ tất cả, hỗ trợ kháng Nhật. Chỉ là mở được trường thì sẽ thiếu giáo viên. Chúng em nguyện đi, chúng em muốn đi. Bé tiếng thôi. Bích Lan, khi nào chúng ta xuất phát? Phải đó, khi nào chúng ta bắt đầu? Không được chậm trễ, đi ngay thôi. Không chuẩn bị thu dọn gì sao? Không kịp đâu, tất cả đều lên núi Phượng Hoàng rồi tính. Đã sắp xếp xong hết rồi. Đi thôi. Tiểu thư thêu đẹp quá. Các ngươi là ai? Cô không cần biết ta là ai. Nghe nói cô thêu rất đẹp. Anh em, bắt lấy họ. Dân. Đi thôi, bỏ ra, bỏ ra. Tiểu Lạc Tiêu, chị Bích Lan đội thường phục đến rồi. Nhanh vậy? Mấy ngày này lũ Nhật giám sát trường ta rất gắt gao. Có khi nào đánh hơi được gì rồi không? Dù đánh hơi ra được gì, chúng ta cũng phải đi thôi. Đứng lại, đứng lại. Không được xông ra. Vậy chúng em phải làm sao? Phải đấy, làm sao đây?
Đi thôi. Lại đây, theo thầy mau. Mau lên. Mau lên. Mau. Nhảy ra từ đây. Phía trước có một con đường nhỏ. Mau lên. Cẩn thận. Hiệu trưởng Tân, thầy mau đi thôi. Thầy mà đi thì mọi người chết hết. Vậy thầy phải làm sao? Thầy yên tâm rồi, có chết cũng không tiếc. Em mau đi đi, nhanh lên. Hiệu trưởng Tân, anh là hiệu trưởng, là bí mật làm phản. Tôi phụng mệnh đến bắt các người. Những người khác đâu? Khốn kiếp, tôi hỏi anh những người khác đâu? Khốn nạn, kẻ sĩ có thể chết, không thể nhục. Đi thôi. Mạc Bích Lan, sao lại là cô? Đừng nói nữa, đi thôi. Dừng ở đây, nơi này an toàn. Mọi người nghỉ ngơi ở đây, thả cô ấy ra. Các người là ai? Sao lại bắt tôi? Cô đến nơi thì sẽ biết thôi. Cô lặn lội đường sẽ đến Thái Nguyên là để bắt cô ta. Bích Lan, Bích Lan, Ninh Châu, sao lại là em? Sao, hai người quen nhau à? Ninh Châu, em không sao chứ? Bích Lan, chị Bích Lan, đừng sợ, đừng sợ, có chị đây. Nghe các bạn nói chị bị thổ phỉ bắt, vì thủ tiết mà tự sát. Bị bắt cóc là thật, nhưng họ không làm gì chị hết. Phải rồi Ninh Châu, các bạn vẫn khỏe chứ? Các bạn đều tới miền Nam, vốn dĩ em cũng định đi, nhưng cha em xót gia nghiệp, nói gì cũng không chịu đi. Em cũng không thể đi học được, em chỉ đành ở nhà. Phải rồi, sao chị lại tới đây? Họ là ai hả? Người khi nãy bắt cóc em là quả phượng hoàng, thổ phỉ. Phải, giờ cô ấy là phó tư lệnh của trung đội độc lập kháng nhật trên núi Phượng Hoàng. Bây giờ chị cũng là thành viên của quân đội độc lập. Chị cũng làm nữ thổ phỉ sao? Có thể coi là vậy. Đa tạ nữ hiệp cứu chúng tôi. Nếu không chúng tôi rơi vào tay người Nhật thì chết là chắc. Cảm ơn thì không cần. Ông Mạc, ông đừng hận tôi. Sau này tôi cũng thành tâm hối cải rồi. Cô nói vậy là sao? Lẽ nào tôi là người lấy ơn báo oán? Lẽ nào ông không hận thổ phỉ đã bắt cóc con gái của ông sao? Tất nhiên là hận. Vậy được, tôi nói cho ông biết, tôi chính là thổ phỉ đã bắt cóc con gái của ông. Đây, thực ra lúc đầu chị cũng hận cô ấy, hận muốn chết. Chị nghĩ nếu không phải cô ấy bắt chị lên núi Phượng Hoàng, có lẽ chị đã được sống một cuộc đời khác. Có thể chị sẽ dẫn một đám nhóc đáng yêu đi dạo trong công viên, nấu cơm dã ngoại giang hồ. Với lại chị sẽ dạy chúng mọi điều chị biết. Nhưng bây giờ chị nghĩ kỹ rồi, chị thấy tất cả đều là số mệnh. Từ khi Khổng Cắt Thần lật mặt, Khổng Định Đống dứt bút Tòng Quân, chị nghĩ dù họ không bắt cóc chị cũng sẽ sống một đời khổ nạn. Tất cả đều là sắp xếp của số phận, ý trời là vậy. Nói thật lòng, chị bắt đầu hiểu cho cô ấy rồi. Hiểu cho một nữ thổ phỉ. Phải, chị bắt đầu hiểu quả phượng hoàng. Là một phụ nữ sinh trong thời loạn, nỗi khổ và băn khoăn của cô ấy mấy ai biết được chứ.
Nhìn thì cô ấy văn võ song toàn, biết đánh trận, nhưng cô ấy khổ hơn chúng ta. Thật không ngờ bây giờ chị cũng sống sâu sắc hơn rồi. Chính chị còn không ngờ. Ngân Châu, có phải em thấy bây giờ chị như một mạng bích lan hoàn toàn khác không? Đúng rồi, sao có chị lại bắt cóc em chứ? Ngân Châu, không phải chị bắt cóc em đâu, là quả Phượng Hoàng. Chị và họ ngẫu nhiên gặp nhau. Lần này chị xuống núi là để tìm cha mình, để cho chị theo chị lên núi. Nên cha của chị đã liên hệ với hiệu trưởng Tân và học sinh của ông ấy. Bọn chị đang bàn chuyện này thì người Nhật đột nhiên đến. Bọn chị chạy từ cửa sau. Còn hiệu trưởng Tân, thầy ấy hy sinh rồi. Bích Lan, chị hãy nói với quả Phượng Hoàng đi, để cô ấy thả em. Em xin chị ấy, Bích Lan. Ngân Châu, thả em là không thể nào. Quả Phượng Hoàng đã quyết định chuyện gì thì không ai có thể thay đổi được. Cô ấy sẽ không thả em đâu. Không sao, đừng lo. Ai đang quỳ gì đó? Đại nhân, tiểu nhân là người thôn Mễ Thương, Nguyện Ngực Đáp. Cậu là Nguyên Cáo. Dân, cáo trạng chuyện gì? Phó tư lệnh, chuyện gì? Phó tư lệnh, có địch đuổi theo. Tối Phương, bố trí đưa họ đi. Đi thôi. Chị Bích Lan, đi thôi, kệ họ, đi thôi. Cô còn không đi? Nhìn là biết cô không biết dùng súng. Tôi từng học hồi tập quân sự. Đội trưởng Long, anh không được vào. Tư lệnh đang xử án. Tôi có tình báo quan trọng cần báo tư lệnh biết. Thấy cũng không được, đợi một lúc nữa đi. Còn xử án, lão già đó coi mình là huyện trưởng thật đấy à? Trông có dáng cầm quân gì đâu. Hay là như vậy, anh báo cho phó tư lệnh quân trước. Đợi tư lệnh xử án xong tôi báo danh. Phó tư lệnh, đội trưởng Long lại đang giận ai thế? Giận lão già đó chứ sao? Lại đây làm điếu đi. Tôi không có hứng đó. Phó tư lệnh à, lão già này suốt ngày xử án, nhìn có giống tư lệnh không? Vừa nãy tôi có tình báo địch quan trọng cần báo cáo với ông ấy, lại bị chặn ngoài cửa. Lão già ấy đọc nhiều sách phá án quá, suốt ngày mơ mộng làm thanh thiên. Nói đến sự án, đã năm nào rồi lại còn thăng đường xét án, cứ như thời nhà Thanh vậy. Tôi thấy sau này chuyện quân sự hai ta tự quyết định là được. Chiến sự nguy hiểm, đi theo lão phu tử này.
Tôi thấy lo cho cái mạng của mình quá. Đội trưởng Long nghĩ nhiều rồi. Có tình báo gì? Bên Thái Nguyên truyền đến tiếng súng. Tiếng súng khá kịch liệt. Chắc là lũ Nhật đang đánh nhau với ai đấy. Cách khu quân phòng của chúng ta bao xa? Khoảng 10 dặm. Đi thôi. Tìm tư lệnh đi. Đi thôi. Tư lệnh. Tư lệnh, tác nhân, Trấn Giang, có chuyện gì? Bên Thái Nguyên, cách khu quân phòng của chúng ta không xa có tiếng súng rất kịch liệt. Chắc là người Nhật đang giao chiến với ai đó. Là đánh nhau với người Nhật ở đó. Vẫn chưa rõ lắm, nhưng mà có một điều có thể chắc chắn. Người Nhật đang chiếm thế thượng phong. Tiếng súng ngay một gần chúng ta. Phó tư lệnh Uông, cậu thấy sao? Không thuộc khu quân phòng của chúng ta, cứ kệ họ. Chúng ta tự tăng cường cảnh giác là được. Không, người Nhật là kẻ địch chung của chúng ta. Ai chống lại người Nhật thì là bạn của chúng ta. Hầu đại nã, có. Cấp tốc dẫn đội của cậu và đội của Long Trấn Giang chi viện cho đồng minh, rõ. Tự tìm rắc rối, đúng là điên. Lên. Rút. Cô không sao chứ? Cô bị thương rồi, yên nào. Các bạn đồng minh đừng sợ, chúng tôi đến giúp các bạn. Các anh em xông lên. Phó tư lệnh, là quân đội nào vậy? Là quân đồng minh của Cổ Kính Trai. Tôi biết Cổ Kính Trai sẽ không thấy chết mà không cứu. Mời. Mời, mời ngồi. Cổ Kính Trai, đây là lần thứ hai ông cứu chúng tôi. Tuy rằng ông và tôi có thù giết cha, nhưng ơn là ơn, oán là oán. Tôi vẫn phải cảm ơn ông. Vậy tiền và súng, ông muốn gì? Ông già này, ngoài người Nhật ra, chưa từng kết thù oán với ai. Lần này cứu cô là vì đánh người Nhật. Cô là quân bạn của tôi. Quân bạn bị công kích, sao tôi có thể bỏ mặc được? Ông giết cha của tôi, lẽ nào đây không phải mối thù giết cha sao? Cha cô không phải do tôi giết, là chính mắt tôi nhìn thấy. Ông còn muốn chối? Không chối được đâu. Mắt thấy cũng chưa chắc là thật. Cổ Kính Trai, tôi nói cho ông biết, từ nhỏ tôi đã thề, tôi phải tự mình giết ông để báo thù cho cha của mình. Đừng tưởng ông cứu tôi hai lần thì tôi sẽ không giết ông. Cô vì báo thù mà bất chấp nguy hiểm, chạy tới nhà hát Huyền Thành để giết tôi. Phải. Đáng tiếc, vẫn để ông chạy mất. Tôi rất khâm phục nữ anh hùng là cô. Nhưng cha cô không do tôi giết thật. Đạn xuyên một lỗ. Cô may lắm, không bị thương vào xương. Nếu không diêm thì nửa tháng 10 ngày sẽ khỏi hẳn thôi. Tôi là huyện trưởng, có trách nhiệm tiêu diệt thổ phỉ. Cha cô ở núi Phượng Hoàng đánh đập cướp bóc, gây tiếng động lớn. Tôi đi Hợp Tỉnh xong, trên đường về huyện đã gặp cha cô. Đứng lại, đứng lại. Xuống xe đi, huyện trưởng Cổ. Cậu là ai? Dám chặn xe của huyện trưởng? Tôi là quả đại đương gia của thổ phỉ núi Phượng Hoàng. Xin mời huyện trưởng Cổ đến núi Phượng Hoàng chúng tôi một chuyến, xem dân tình của núi Phượng Hoàng chúng tôi. Quả đại đương gia
bổn quyền trưởng đang muốn tiêu diệt các người đây. Sao cậu lại dám chặn xe của tôi? Quyền trưởng Cổ, tôi khâm phục ông là một vị lương quan, nên mới lịch sự với ông, đổi lại là người khác, tôi đã bắn nát đầu hắn rồi. Quả gia đấy muốn mời ông lên núi, ông đi thì đi, không đi cũng phải đi. Mời. Đi thôi. Đại đương gia, giờ đây bắt phạt thành công, dân quốc tái tạo. Cậu thì sao? Cậu tụ tập chúng rừng núi, đánh đập cướp bóc, sớm muộn gì cũng bị chính phủ tiêu diệt. Không giấu gì cậu, lần này tôi vào thành là để họp bàn chuyện tiêu diệt thổ phỉ. Tỉnh đã điều đại quân quyết tâm thâu tóm núi Phượng Hoàng. Quyền trưởng Cổ, hôm nay liều chết cướp xe của ông chính là vì chuyện này. Các anh em trên núi tôi leo núi lẫn rừng đánh cướp cũng là bất đắc dĩ. Đại đương gia, đánh cướp không phải là một con đường sáng suốt. Cậu không nghĩ cho mấy anh em thì cũng nên nghĩ cho lũ nhỏ. Giờ đất nước đang cần dùng người vì quốc gia, cậu có bằng lòng chấp nhận quy hàng chính phủ không? Bằng lòng, tất nhiên là bằng lòng. Chỉ có điều các anh em của tôi không tin chính phủ, sợ mắc bẫy, mất mạng. Nếu quyền trưởng Cổ không chê tôi xuất thân thô tục, tôi bằng lòng kết giao với quyền trưởng Cổ. Không biết ý ông thế nào? Được, tôi kết nghĩa với cậu. Nếu có lòng khác, trời chu đất diệt. Nào, sòng phẳng lắm. Cứ vậy, quyền trưởng ta đây và thổ phỉ là cha cô đã kết nghĩa Kim Lan. Tôi về huyện tích cực lên kế hoạch công tác thu nạp cha cô, nhưng không ngờ trung đoàn trưởng lại lợi dụng việc thu nạp dụ cha cô xuống núi và giết cậu ấy. Anh xem cái này đi. Cha, đã tới giờ. Hành hình, quỳ xuống. Lũ tiểu nhân thất tính thất nghĩa các ngươi sẽ không có được kết quả tốt đẹp đâu. Chém đầu cũng chỉ là chết. 30 năm sau ông đây vẫn là hảo hán. Tôi ở dưới hoàng quyền đợi ông. Làm nhanh gọn đi, chém đi. Cứ vậy, cha của cô đã bị chém đầu. Cha cô rất thông minh, cậu ấy không dẫn cả đội xuống núi, giữ lại mầm sống cho núi Phượng Hoàng. Trung đoàn trưởng Quách vẫn không chịu từ bỏ. Hắn muốn ra tay với cô. Để cứu cô, tôi nói giết cô không bằng bán cho kỹ diện, có thể kiếm được tiền. Trung đoàn trưởng Quách đã đồng ý. Cứ vậy, cô bị bán vào kỹ diện, cứu được mạng của cô. Quả thực tôi nợ cha cô. Nếu không phải ta, cậu ấy sẽ không đồng ý quy hàng, cũng sẽ không vì vậy mà mất mạng. Hơn 10 năm qua, ta ăn không ngon, ngủ không yên. Vậy trung đoàn trưởng Quách là ai? Rốt cuộc giờ hắn đang ở đâu? Cô gái, tôi biết cô muốn báo thù, nhưng giờ kẻ địch đang áp sát, hãy đặt ân oán riêng tư của chúng ta sang một bên. Đợi lúc thích hợp, tôi sẽ kể hết mọi chuyện cho cô. Đáng ghét.
Tiểu Lạc Tiêu, cậu đến tôi vui lắm. Tôi có bạn chơi rồi. Cậu sắp đi rồi sao? Chắc vậy rồi. Đi đâu? Có phải đi tìm quân tứ xuyên của mấy cậu không? Không, tôi không tìm được đội nữa. Tôi sẽ đi đánh Nhật với chị. Chúng tôi cũng đánh Nhật đó. Nếu cậu có thể cùng chúng tôi đánh Nhật thì tốt biết mấy. Yên tâm đi, tôi sẽ về tìm cậu. Cậu dám đánh tôi, đến bắt tôi này. Cậu đánh tôi à? Đứng lại chưa? Xem cậu bắt tôi kiểu gì. Mời. Mời ông ngồi. Đều là người nhà, còn nhường nhịn cái gì? Lại đây mau đi. Phó tư lệnh Uông là người thô lỗ. Mời, mau lên, mời ngồi. Lại đây, mời, mời ngồi. Mời mọi người ngồi. Hôm nay đặc biệt chuẩn bị tiệc nhỏ. Sau này chúng ta sẽ cùng chiến đấu. Đánh Nhật. Nào, cạn. Nào cạn. Tư lệnh Cổ, lần này thực sự phải cảm ơn ông. Tôi bị đám người Nhật đó đuổi đánh. Nếu không có các ông cứu viện thì chúng tôi đã chết thêm mấy người rồi. Không đáng nhắc đến. Mạng của lão già này đều là núi Phượng Hoàng các người ban cho. Nếu không có mọi người, cái mạng già này đã chết trong nhà lao huyện rồi. Tiểu Lạc Tiêu, không cần câu nệ, nhóc con cứ ăn nhiều vào. Lâu lắm rồi chứ không được ăn đồ ngon như này. Nào, cạn. Uống thôi, cạn ly. Cạn ly, mời. Hay, hay. Phó tư lệnh Uông bắn giỏi lắm. Đâu có, đâu có. Nhiều năm trước đã từng nghe nói tài nữ núi Phượng Hoàng. Quả Phượng Hoàng võ nghệ cao cường, bắn súng như thần. Anh nói vậy là muốn kiểm tra tôi sao? Nào dám, nào dám. Uông mộ tôi chỉ muốn chiêm ngưỡng phong thái của nữ hiệp thôi. Chị, tư lệnh Cổ, xin mượn súng. Được, nào. Hay, hay, hay. Được đấy. Không đơn giản. Quả Phượng Hoàng, cô đúng là tướng giỏi lính mạnh. Tiểu Lạc Tiêu không phải người của tôi. Cô ấy được Mạc Bích Lan nhặt dưới núi, là quân tứ xuyên lạc đoàn. Tôi tặng cậu khẩu súng này. Cảm ơn tư lệnh Cổ. Cầm khẩu súng này cố gắng mà đánh Nhật. Dân. Sau khi thằng bé thất lạc bộ đội thì được con gái tôi cô mang giữa đường. Nếu tôi lệnh thích thì để nó theo ngài đánh Nhật đi, góp sức cho ngài. Tiểu Lạc Tiêu, cậu bằng lòng theo tôi chứ? Chị không cần em nữa sao? Ngoan ngoãn theo tư lệnh Cổ. Tốt quá rồi, sau này chúng ta có thể chơi cùng nhau rồi. Chị, em không muốn xa chị. Nghe lời chị, em hãy theo ông ấy đi. Chị sẽ thường xuyên về thăm em. Tư lệnh Cổ, sau này gặp lại. Sau này gặp lại. Phó tư lệnh Uông, tiện khách. Mời, mời. Chị, em sẽ nhớ chị lắm. Nghe lời chị, cố gắng chăm sóc cho tư lệnh Cổ, cố gắng bảo vệ ông ấy. Em hiểu à? Mạc Bích Lan, xem ra ngày trước tôi bắt cóc cô chí lý quá. Nói vậy tôi phải cảm ơn cô sao? Cảm ơn thì không cần. Chỉ cần cô không hận tôi là tôi đã tạ trời tạ đất rồi. Cô để Tiểu Lạc Tiêu ở lại bên Cổ Kính Trai,
Thực ra tôi cũng nhìn ra được, Cổ Kính Trai không biết dẫn binh. Uông Tắc Nhân sớm muộn gì cũng xử lý ông ấy. Là cha tôi nói. Cha tôi nói tên lệnh Uông đó không có lòng trung, không tôn trọng ông ấy, nên tôi cử người bảo vệ ông ấy. Cho nên cô đã để Tiểu Lạc Tiêu ở lại bên Cổ Kính Trai để bảo vệ ông ấy, đúng không? Lúc đầu tôi cũng không nghĩ tới, nhưng không ngờ cậu em Tiểu Lạc Tiêu này lại bắn súng giỏi như thần. Tiểu Lạc Tiêu không chỉ bắn súng giỏi như thần, nó còn tinh ranh thông minh. Có nó ở bên cạnh Cổ Kính Trai thì ông ấy sẽ an toàn hơn. Cho nên tôi mới nói cô hợp làm thổ phỉ. Làm thổ phỉ không chỉ phải đánh đấm cướp bóc, quan trọng nhất là phải đề phòng người khác tự tàn sát. Tự tàn sát. Xem ra cô là thổ phỉ tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm. Sao? Cô coi thường tôi sao? Được, cô cứ coi thường tôi đi. Tôi nói cô biết, về núi Phượng Hoàng tôi sẽ chỉ cô dẫn quân. Tới lúc đó khả năng của cô sẽ không thua kém đàn ông. Tôi không muốn dẫn quân. Lý tưởng của tôi là làm một nhà giáo. Phải rồi, tôi có điều muốn hỏi cô. Hỏi đi. Cô tốn bao công sức chỉ để bắt Ninh Châu lên núi. Tôi muốn làm một người phụ nữ. Làm một người phụ nữ liên quan gì tới việc bắt Ninh Châu? Hôm nay ngày mạc đến núi Phượng Hoàng, không sợ sau này sẽ bị nó là câu kết với thổ phỉ sao? Không giấu gì cậu, lúc đầu khi Bích Lan muốn tôi lên núi, quả thật tôi đã rất do dự không quyết. Mặc dù các cậu là thổ phỉ kháng nhật, nhưng dù gì cũng là thổ phỉ. Tôi làm thổ phỉ một lần không được sao? Ngày mạc, ông xem núi Phượng Hoàng của chúng tôi đi, đâu đâu cũng là cây. Tôi lập tức cử người xây dựng trường học. Tôi còn phải phiền ông soạn giúp tôi một bản chiêu sinh. Chiêu sinh thì được thôi, chỉ là tôi có đem chút kinh phí, nhưng mà không nhiều. Kinh phí thì khỏi lo, tôi sẽ tự giải quyết. Với lại mỗi học sinh mỗi tháng sẽ được trợ cấp một đồng đại dương. Vậy tốt quá. Từ chuyện mở trường này có thể thấy, Tư lệnh Mạnh không phải hảo hán trường xanh thông thường. Từ lâu tôi đã nghe nói về luận xây dựng nông thôn của ngài Lương Thống Minh. Tôi luôn muốn tìm một nơi thực hiện. Hôm nay ông trời có mắt cho tôi mảnh đất rộng là núi Phượng Hoàng này để tôi nghiên cứu. Ngài Lương Thống Minh là một nhà nho học lớn có tâm của Trung Quốc. Tôi từng tiếp xúc qua với ông ấy. Luận nông thôn của ông ấy chủ yếu có hai điểm chính, là giáo dục và kinh tế. Ông biết ngài Lương Thống Minh? Năm đó Quảng Đông dưới quyền cai quản của Lý Thế Thâm, ngài Lương bằng việc điều hành nông thôn. Chúng tôi từng gặp mặt rồi. Vậy tốt quá. Ngài Mạc, ông xem núi Phượng Hoàng của tôi đi. Trải dài trăm dặm, có hàng trăm thôn làng, tính nhân khẩu thì cũng phải được 200-300 nghìn người. Nếu ngài lập chí tại mảnh đất này thực hiện luận xây dựng nông thôn của ngài Lương Thống Minh, mảnh mổ tôi bằng lòng giúp ông một tay. Mở trường học để phát triển dân trí, đó là điều đầu tiên chúng ta cần làm. Sau này chúng ta còn phải dốc sức phát triển sự nghiệp công ích. Mảnh đất núi Phượng Hoàng này chỉ có quân sự, không có chính quyền, không được đâu. Theo ý ông, có chính quyền thì ai thích hợp làm quyền trưởng nhất? Có một người tôi muốn đề cử. Cổ Kính Trai. Ông ấy là sự lựa chọn khá được. Cổ Kính Trai. Phó Tư Lệnh, sao? Họ vẫn không chịu ăn à? Dân, để tôi. Cơm là không được bỏ. Tôi bưng đến cho các người. Đừng sợ, ăn đi. Cô sẽ không giết chúng tôi chứ? Sao tôi phải giết cô? Cô sẽ không ép chúng tôi cùng lũ đàn ông kia? Không đâu. Nào, ăn đi. Vậy cô bắt tôi lên đây làm gì chứ?
Tố Phương. Có. Tôi bắt mấy cô lên đây là để mấy cô dạy tôi thêu thùa. Còn phải dạy tôi đi đứng giống các cô. Đến lúc đó tôi học được đi đứng như các cô, cho giống tiểu thư đại cát. Tôi sẽ đưa các cô về nhà. Với lại tôi phải cảm ơn các cô. Cô bắt chúng tôi là vì chuyện này sao? Quả Phượng Hoàng, cô làm gì? Sao chị vẫn dở thơ bắt cóc phụ nữ thế? Cô không cần lo những chuyện này. Tính thổ phỉ không chịu sửa. Lý Tục Quý, tôi nói cô biết, đây không phải chỗ cô bắt lộ. Không cho phép cô ngang tàng ở đây. Còn nữa, chỗ chúng tôi vẫn chưa bị các cô thu nạp. Cô đã muốn trở lên đầu tôi rồi sao? Đây là hai chuyện khác nhau. Chị, dù thế nào chị cũng không thể dở thó bắt cóc được. Chị lại còn bắt phụ nữ nữa. Rốt cuộc chị có chút đồng cảm gì không? Chị có phải là phụ nữ không vậy? Tôi quên mất, chị giống không phải là một người phụ nữ. Đúng chứ? Đừng dậy, đừng dậy. Tôi phải bắn chết con ả này. Giết đi. Chị, bỏ tay. Lý trưởng quan, cô làm tổn thương tới phó tư lệnh rồi đó. Tôi làm gì mà làm tổn thương cô ta? Cô ta không nên bắt cóc. Cô ấy bắt tôi là để dạy cô ấy làm phụ nữ. Làm phụ nữ?